là có 3 chiếc, một chiếc police, một chiếc ambulance. Rồi đó kìa, chặn đường rồi. Chụp hết. Ok. Đây, rồi, đây là một cái school. trường này trường gì ta? Không biết. Ờ gì cái trường đạo đó, hố gì trường đó. Đạo hả? Ừ. Trường đó thì đó. Cái trường bên đó thì bên này là nguyên một cái sân cỏ nè. Chỗ này thì để cho mấy đứa học sinh nhỏ nhỏ tuổi nó ra ngoài đó chơi. Wait, hold on. This is Kevin Kwan school. Wait. Yeah. Killer school ở đây cũng là một cái trường nữa nè. This is public killer. Mỗi một cái trường có một cái thiết kế khác nhau đó, và do cái diện tích đất nó rộng đó cho nên thường là họ sẽ xây theo một cái dạng là thấp như vậy. Có vẻ nó quê mùa hả? Đây là cái khuôn viên của trường luôn đó. Đó. Đây là mình đi trong cái khu nhà không giàu, không nghèo, trung. Thời điểm này là mùa đông và hôm nay trời cũng hơi ấm, tuyết nó tan rồi các bạn. Và lúc này mình quay phim cho các bạn xem là 4 giờ 17 chiều. Chiều. Chỗ này nè các bạn, hôm mà đòi tiền thuê đất thuê nhà của Thỏ, giờ là 2-3 tuần rồi Thỏ không trở lại nữa. Hôm quá trời luôn, nãy ngồi trên xe nè. Khi mình đi Trail Appliance thì mình mua cái filter, water filter đó, good for 6 months. Ok. Tủ lạnh mình có cái function là da nước vậy đó. Ok, tháo ra. Đây cái này da, ok. For icy water, cái filter. Của mình đồ ở đây nha. Bây giờ sao? Ngọt rồi. Đó là sao? Water filter. Thấy không các bạn? Ok. Ok. Yep. Chỗ này nào. Nào lấy ra ha. Yeah. Ở đây có rồi thôi. À, lấy ra để tự nhiên nó kéo ra thành đây là cái cũ. Đây là cái cũ. Nè, thì cái cụ, cái filter cụ 6 tháng thay một lần. Này, chui xuống. Yep. Khỏi cần mở nắp gì hết trơn luôn hả? Mở rồi. Bây giờ vậy phải không? Động đợi gì thôi à? Ờ, khỏi nhấn vô. Thôi, mình động đợi gì thôi à? Nó automatic push vô vậy đó. Okay. Arrow up. Yep. Ok, xong đóng lại. Bây giờ mình set cái này đây, đó. Cái này air filter, water filter ở đây. Nè, thấy màu vàng không? Hold for 3 seconds to reset. Giữ 3 giây. Nè, xong rồi đó. Khi nó màu vàng là phải thay. Ok, bây giờ mình lấy cái, đừng có lấy cái nước đầu tiên. Không đâu. Nè, để mình lấy nước mới. Nè, đi. Chạy qua.
để cho nó thông đó. Ra đây đúng. Thì cái nước này hồi mình sẽ bỏ. Ừ, mình không bao giờ bỏ. Để thôi rửa chén. Không phải, bỏ mà không uống, để rửa chén. Kìa sao nó lật nước phải không, cái gì? Lọc. Lọc rồi, ừ. Lọc ba cái nước dơ ra, đúng không? Dạ. Mà cũng nó nói là uống được, mà mình chắc ăn thêm thôi, làm thêm lần nữa. Thôi chỉ chứ. Rồi tí nó còn hơi dơ dơ nữa thấy không? Đục chị... đục không? Ừ. Là các bạn thấy nó đục không? Uh-huh. Nhìn vô nè thấy không? Dạ nhìn này, vô. Nhìn vô đi, nhìn đi, nhìn đó. Uh-huh. Nổ ở đây thấy rõ ràng hơn. Nhìn trong máy thì thấy nó không có ấy được. Mà bây giờ nó sắp ok, nó không có cục cục rồi, lại ăn chút nữa. Nghe cái âm thanh nó giống như nó mướt á, nó thuận hết á, thì mình thấy ok. Xong cái nước này thì kêu sao? Thiệt, nó đục thiệt á, nó không có trong. Nổi bọt. Nổi bọt, ok. Đã xong rồi vậy. Ok. Thôi thao. Một giờ. Ok, hồi để đây, hồi mình rửa chén vậy nè. Đã xong rồi chứ sao nè. Lật thêm lần nữa. Ở đây nè. Thì, có filter này, cái này mình uống được rồi đó. Bỏ vô đây, lật thêm lần nữa. Mở ra mình uống vậy nè. Đấy, còn nữa hả? Vậy còn. Thử hai lon. Thấy nó còn hơi đục nữa, cho nên mình làm tiếp luôn. Dạ. Yeah. Nó hơi đỡ một chút nữa. Cái đó là cái gì, nói lại thêm lần nữa cho các bạn biết. Cái gì lật hả? Cái này nè. Water filter. From water the fridge. Water filter. From the fridge. From the fridge. Yeah. Lọc cho nước nó sạch phải không? Ừ, lọc cho nước nó sạch. Mà muốn sạch thêm nữa thì muốn làm thêm cái này nữa nè. Là mình uống được đó. Thì khỏi đi mua vậy đó, khỏi ra ngoài mua đó, ở nhà uống, uống nước ở nhà luôn, là mình tự mình làm vậy đó. Bia should be ok rồi. Ok, cái này thì uống không được thôi. Nè, bia lật thêm lần nữa nè. Nó có filter này khác nữa. Ok, làm mình kia sao? Vô đâu uống được rồi đó ở nhà. Ok, nào sao ok nào? Bia lật thêm lần nữa, là uống được rồi đó. Đã nhà mình uống nước này đó. Đó, ngoài có bán đó, vậy đó. Giờ kêu sao mình lật hai lần. Một cái thì phòng ở trong tủ lạnh. Xong cái cuối cùng tớ lấy tủ lạnh này ra. Cầm uống được rồi đó. Ok, video mình tới đây kết thúc nha các bạn. Ok, thank you. Bye bye. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.